Má mày làm đẻ ra mày. Ba anh không công nhận anh là con của ba, mẹ anh là người vợ thứ. Ba anh có những cái lời lẽ rất nặng về mẹ. Ba anh từng trong một lần chửi anh thì ba anh nói là má mày làm đẻ ra mày. À, mới đẻ ra mày và mày cũng phải con tao. Câu nói đó nó đi với anh suốt cuộc đời luôn á. Thì nó ám ảnh mình. Nó là một cái hint mà mình cứ phải suy nghĩ hoài. Lúc đó anh mấy tuổi? 5-6 tuổi gì đó. Mà anh nhớ hoài nha. Ôi nhớ dài lắm. Thì ba anh thì không công nhận anh, không thương anh. Mỗi lần mà anh thấy ba anh đi làm về là anh chui vô giường bà nội anh ngủ, giả bộ ngủ. Suốt cả thời tuổi thơ ấu luôn. Đó là cuộc đời bất hạnh.